Nãy con còn mấy cục mút. Chùm đụng cái đuôi nó cắn đó nha là. Ủa này bông bông gì? Bông bách hợp á. Bữa mua. Ở ngoài một bình nó bán cắm sẵn nhiều tiền lắm à. Ủa sao không lấy cái mấy cái bông cũ gắm vô lại nha. Héo quá ta hai. Thiếu nước á, không tưới nước. Không có. Tại mình tới đợi thì nó héo rồi. Này nhấp nhấp vô được cho nó sáng sáng một chút. Không sáng nữa ta để đèn vô. Sáng sáng rồi chứ. Khéo tay chứ. Bàn tay năm ngón. Cái này ở trên Chợ Lách nó trồng này nè, nó mang lá cá mông á, con đem về con trồng nè. Kêu bằng cờ lá cắm thập thôi, kêu lá cắm thập mình thôi. Cái này mình cầm dưới này là mình giấu cái ấy là được, giấu cục mút đó, mút này cầm dưới này nó giấu mút này. Nay hết Tết rồi bông hoa gì bình thường ta cũng như chân bông nha. Nay qua Tết 4. Rồi nay mùng 4 rồi còn cục mút chân bậy được một lần á. Chân chơi được nhà có mùa xuân được thơm thơm một chút. Ta còn mà chơi tới mùa ngựa, mùa 8, mùa 9 ta cũng mua bông người ta cặm rồi. Ta cũng sao được không? Ai. Ủa mà có các có bông cúc vô luôn. Không, một thứ này thôi. Con Nam nó nói đi tắm mà sao nó đứng nó đầu chân. Nãy giờ nó quay lén mình đó trời. Núp à. Bệnh rồi ha. Ủa xong rồi hả? Không giấu được mấy cái này sao? Chưa, tôi giấu chút.